đội chủ trù phát băng lên. Văn Thị Hải có bóng rất kéo nhưng không gian gì vào rồi, quả này vào chắc chắn rồi, vào rồi rất tiếc, gôn bé quá. Văn Thị Đông có bóng đi vào bóng nữa, quả nữa sút không vào. Tỷ số đang là 1-0 nghiêng về đội chuột rũi. Chuột rũ sút không vào. Đồng chí Văn Thị Hải còn bóng, từ từ bình tĩnh. Sau cú sút đó nếu mà vào gôn thì vẫn được tính. Bây giờ các cầu thủ đang rất là hăng, trọng tài thổi còi thì cũng không có ý nghĩa gì cả.